Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut, ảnh minh họa, AP. New York Times ngày 18 tháng 8 dẫn nhận định của giới chức Mỹ cho rằng, thương vong của phía Nga và Ukraine kể từ đầu xung đột đã lên gần 500.000 người. Thương vong của Nga ước khoảng 300.000 người, trong đó số binh sĩ thiệt mạng khoảng 120.000 người. Tổn thất của Ukraine khoảng 70.000 người thiệt mạng và 100.000 đến 120.000 người bị thương. Với ước tính này, thương vong của Nga và Ukraine dường như tăng mạnh trong năm nay. Tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng số binh sĩ thiệt mạng và bị thương của mỗi bên khoảng 100.000 người. Tuy nhiên, do giao tranh khốc liệt gần thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine có thể đã khiến thương vong của hai bên tăng nhanh, gấp hơn 2 lần so với cuối năm ngoái. Bakhmut là thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, nơi các cuộc giao tranh giữa Kiev và Moscow diễn ra ác liệt và dai dẳng nhiều tháng. Trước khi Nga đưa lực lượng chính quy đến đây, lính đánh thuê Wagner được coi là lực lượng then chốt của Nga ở mặt trận này cho đến khi bất ngờ rút lui hồi tháng 5 vừa qua. Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6 nhưng tốc độ chậm hơn dự kiến do vấp phải hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga và bị áp đảo về lực lượng. Theo New York Times, Ukraine có khoảng 500.000 quân, trong khi Nga có hơn 1,3 triệu quân bao gồm cả quân dự bị và nhóm quân sự tư nhân Wagner. Những số liệu trên được đưa ra dựa vào phân tích hình ảnh vệ tinh, nội dung nghe lén liên lạc, tin tức truyền thông, mạng xã hội cũng như báo cáo chính thức của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thận trọng cho rằng con số thương vong trong xung đột Nga-Ukraine vẫn rất khó đoán định bởi hai bên đều không công bố số liệu chính thức.